Bus. Các cư dân chú ý, có một cơn bão đang đến. Mọi người hãy cẩn thận và đóng toàn bộ cửa sổ để chuẩn bị đón bão. Chuột mắc mọt. Chú ấy có móng vuốt cứng và là một nông dân tuyệt vời. Hôm nay, khi đang thu hoạch mùa màng trước khi bão đến, chú ấy đã bị thương. Chú ấy cần các bạn giúp đỡ. Chúng ta hiểu rồi. Biệt đội siêu cứu hộ, lên đường. Chú chuột mắc mốt. Biệt đội siêu cứu hộ cứu chú với. Tay của chú đau quá. Chú đừng lo, để bọn cháu kiểm tra giúp chú. Bắt đầu phân tích. Đau quá. Đây là kết quả. Tay của chú chuột mắc mớt đã bị thương. Ngoài ra móng vuốt của chú ấy cũng bị gãy. Chú chuột mắc mớt đã sờ đất bằng chính móng vuốt của mình. Giờ chú ấy không làm được vì móng vuốt bị thương. Ôi không, chú cần phải thu hoạch hoa màu ngay. Phải làm sao bây giờ? Đừng lo, để cháu. Bắt đầu thu nhỏ. Tôi đã tìm thấy vết thương rồi. Máy siêu phục hồi. Chú cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Thật tuyệt. Chú lại làm việc được rồi. Chú chuột mắc mốt. Chú thật tuyệt vời. Ui. Hả? Ôi không, cơn bão đang đến, chúng ta phải nhanh lên. Bọn cháu sẽ giúp chú. Còn rất nhiều hoa màu cần được thu hoạch. Chúng ta cần sự giúp đỡ của trung tâm. Kaka, có chuyện phát sinh rồi. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Hen và Momo. Hiểu rồi. Momo, Hen, Kiki cần sự giúp đỡ của các bạn. Hãy lên đường ngay. Đó sẽ.
Giải quyết cứu hỏa có mặt. Tuyết, hãy tới đây để giúp bọn tớ thu hoạch hoa màu. Đã có. Chúng ta đã được rồi. Ui, không, không ổn rồi, vẫn còn một ruộng nữa. Hả? Gì vậy? Vẫn còn nữa. Nhìn đây này. Wow. Một củ cải đỏ thật khổng lồ. Đây là cây củ cải đỏ siêu to khổng lồ của chú. Đến đây nào, chúng ta phải nhổ nó lên. Nó lớn quá, chúng ta không thể nhổ nó lên được. To quá. Henry rồi, cậu giúp chúng tớ nhổ củ cải này lên đi. Để đấy cho tớ, không có gì ngăn cản được Henry siêu phàm. Nhìn kia, nó di chuyển rồi. Kéo mạnh lên nào mọi người. Wow, để tớ giúp các bạn. Chúng ta làm được rồi. Ôi không, có báo đến đây rồi. Mọi người mau di chuyển đến nơi an toàn đi. Qua rồi, mọi người hãy đến lấy thực phẩm cứu hộ nhá. Cháu cảm ơn chú. Cháu cảm ơn chú chuẩn mắc mất. Tạm biệt. Biệt đội siêu cứu hộ, cảm ơn các cháu. Nhờ có các cháu chú mới thu hoạch được hết hoa màu của mình. Chú chuẩn mắc mất, chú dạy cháu cách trồng cây củ cải đỏ khổng lồ nhé. Dĩ nhiên rồi. Tuyệt vời. Với cây cải to như thế này, cháu có thể nấu ăn suốt cả tháng trời luôn. Cái gì? Ăn củ cải đỏ cả tháng luôn đó. Đúng rồi. Củ cải chiên này, củ cải hấp, canh củ cải, bánh ngọt củ cải, bánh nướng củ cải nữa. Tôi là người lao công vui vẻ. Hả? Bắt được rồi. Một cái nữa này. Hả? Có ai đó kêu giúp ư? Ở đằng kia. Cứu với, ai cứu tôi với. Đừng lo, để chú giúp cháu. Là chú mở vịt, chú giúp dọn sạch con sông này. Cảm ơn chú nhiều lắm. Không có gì. Hả? Sao có nhiều rác thế kia? Để đó cho chú. Các bạn cá nhỏ, các cháu hãy tìm chỗ trốn đi. Vâng ạ. Cẩn thận. Ha ha ha.
ngon quá đi. Mình để cái này ở bên nào bây giờ? Bên này. Cậu phải bỏ nó sang bên rác tái chế chứ. Như thế nó sẽ được tái sử dụng và trở thành vật dụng có ích khác nữa. Tớ hiểu rồi. Hả? Khẩn cấp. Kaka, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Thú mỏ vịt là loài thú có vú và có thể đẻ trứng. Chú ấy có cái mỏ giống loài vịt, cơ thể giống rái cá và đuôi của hải ly. Wow, trông thật độc nhất vô nhị. Chú ấy rất giỏi trong việc bắt đồ vật dưới nước, vì vậy chú ấy đang làm công việc dọn vệ sinh ở lòng sông. Nhưng hôm nay chú ấy bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Chú ấy cần chúng ta giúp. Chúng ta đi ngay đây. Biệt đội siêu cứu hộ lên đường. Đau quá. Phải làm sao bây giờ? Biệt đội siêu cứu hộ. Hãy mau tới giúp cậu mỏ vịt đi. Ông đừng lo, cháu sẽ khám cho chú mỏ vịt ngay đây. Bắt đầu phân tích. Đây là kết quả. Chú mỏ vịt đã bị thương ở mỏ của mình. Thú mỏ vịt nhắm mắt khi bơi lội dưới nước. Vì thế họ thường dùng mỏ để cảm nhận môi trường xung quanh, cũng như phương hướng dưới nước. Vậy nên mỏ rất quan trọng đối với họ. Được rồi, tôi sẽ chữa cho chú ấy ngay. Wow. Vết thương chắc chắn phải ở gần đây. Tìm thấy rồi. Đau quá. Chú mở đi, xin hãy chịu khó một chút. Kiki đang giúp chú chữa bệnh đấy. Suýt nữa thì máy sắp phục hồi. Đã xong. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn các cháu nhiều lắm, biệt đội siêu cứu hộ. Không có gì ạ. Tại sao càng ngày lại càng có nhiều rác ở dòng sông vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ gọi cho trung tâm ngay. Kaka, càng ngày càng có rất nhiều rác trôi ở dưới dòng sông. Na gió, bắt đầu phân tích dữ liệu. Tớ tìm thấy rồi, có một chiếc xe chở rác đang gặp nguy hiểm và bị treo ở vách núi. Vì thế rác liên tục rơi xuống sông. Chuyện này rất nguy hiểm, chiếc xe chở rác đang cần các bạn giúp đỡ. Hóa ra là do vậy. Tớ sẽ đến đó ngay, hãy gọi cho Hen trợ giúp nhá. Đã rõ. Miu Miu, cậu lo chuyện ở đây nhá. Được. Di chuyển ngay. Đã rõ. Hèn vĩ đại sẽ giải quyết hết mọi khó khăn.
Ôi không! Cứu tôi với! Cứu! Biệt đội siêu cứu hộ! Chú lừa! Chúng cháu tới giúp chú đây ạ! Cảm ơn các cháu biệt đội siêu cứu hộ! Ôi không! Đấy là các chất thải độc hại! Nó sẽ phá hủy hệ thống môi trường sông mất! Cái gì cơ? Không, không! Ôi không! Chú Lơ! Chú ấy đã gặp nguy hiểm! Siêu tốc độ! Chú Lừa, chú đã an toàn rồi. Tất cả rác đã được dọn sạch rồi. Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ nha. Không có gì ạ. Đúng vậy, ông rất vui. Tôi nghĩ tôi sẽ sống thêm cả chục năm nữa. Đồng ý, đồng ý. Em sẽ lấy anh chứ? Em... Wow. Vỏ của tôi đâu rồi? Mũ của tôi. Kính của tôi. Có chuyện gì vậy? Anh chị lên biển, anh chị có sao không? Wow, điệu nhảy với đèn neon tuyệt vời. Hả? Khẩn cấp. Kaka, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Chúng ta nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cảnh sát trường cá mập. Biệt đội siêu cứu hộ, gần đây có một tên trộm bí ẩn liên tục gây án ở chỗ chúng tôi. Hôm nay hắn cũng đã xuất hiện ở đây. Có hai bạn lươn biển bị ngất vì đã quá sợ hãi. Họ cần các bạn giúp. Chúng cháu tới ngay. Biệt đội siêu cứu hộ, lên đường. Ôi không, trông họ có vẻ tệ hơn trước. Nhìn kìa, là xe biến cứu hộ. Biệt đội siêu cứu hộ, xin hãy giúp họ. Đừng lo, Miu Miu, cậu khám cho họ ngay bây giờ đi. Được rồi, bắt đầu phân tích. Hả?
Tôi không biết là họ có thân hình dai đến như vậy đấy. Loài lươn này rất nhút nhát nên họ thường giấu cơ thể của mình ở dưới cát. Phần chúng ta thấy ở trên mặt cát chỉ là phần nhỏ của cơ thể họ. Tớ hiểu rồi. Kết quả đây, họ bị ngất vì họ quá sợ hãi. Tớ sẽ chữa cho họ ngay. Máy siêu phục hồi. Xin đừng sợ. Chúng tôi là biệt đội siêu cứu hộ. Chúng tôi ở đây để giúp các bạn. Các bạn có thể tả lại tình hình lúc đó được không? Chỉ một chớp mắt thôi, cái vỏ kim cương của tôi đã biến mất rồi. Và cặp kính vàng của tôi nữa. Chúng tôi còn không kịp nhìn thấy tên trộm đó. Chúng tôi sợ quá. Tên trộm bí ẩn này là ai nhỉ? Hắn luôn kịp thời chạy thoát khi tôi gần bắt được hắn. Lần nào cũng thế. Liệu hắn có thể tàng hình không? Gì cơ? Tàng hình á? Không thể nào. Tôi biết rồi. Tên trộm này có thể tẩu thoát vì hắn sử dụng ngụy trang. Ngụy trang ư? Một số loài có khả năng đặc biệt có tên là ngụy trang. Họ có thể thay đổi màu sắc cũng như hình thể của mình để có thể trà trộn vào môi trường xung quanh, bảo vệ bản thân. Đây là lý do tôi không thể tìm được hắn. Tớ có ý này rất hay đây này. Wow, hộp trang sức này đẹp thế nhỉ. có gì trên mặt mình vậy? Hả? Nhìn kia, là tên trộm. Hắn là bạch tuộc biến hình và hắn rất giỏi ngụy trang. Mau đuổi theo hắn. Mình bị phát hiện rồi. Đứng lại, tên trộm kia. Bắt được rồi. Hắn đâu rồi nhỉ? Tìm thấy rồi, ở đằng kia. Đuổi theo. Không thể tin được, sao họ tìm được mình nhỉ? Hả? Cái gì đấy? Là màu phản quang. Mình phải làm gì đây? Ôi không, mình phải tìm được nơi để trốn. Trong này. Mình không thể vào được. Ngụy trang. Chú rắn biển, chú có thấy bạch tuộc ngụy trang ở gần đây không ạ? Có chứ, hắn ta đi lối đằng kia kìa. Cháu cảm ơn chú rắn biển rất nhiều ạ. Không thể tin được, họ lại bị lừa dễ dàng như vậy. Bạch tuộc ngụy trang. Hắn tự ngụy trang mình thành rắn biển. Ai cứu tôi với? Siêu tốc độ. Anh đã bị bắt.
Mời anh về đồn cảnh sát với chúng tôi. Không, tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Em sẽ lấy anh chứ? Vâng, em đồng ý. Yay, chúc mừng hai bạn. Chào mừng. Wow, chú ấy cao thật đấy. Chú Hiếu ơi, cháu vừa có một cái xe đồ chơi mới ạ. Cháu muốn một con khủng long. Được rồi, để chú lấy cho các cháu. Của các cháu đây. Cháu cảm ơn chú nha. Khủng long của cháu. Được rồi. Đợi một chút nhá. Cổ tôi đau quá. Chú yêu cao cổ. Cổ tôi đau quá. Tôi sẽ gọi cho biệt đội siêu cứu hộ ngay. Hồng hạc trông thật là tao nhã. Đúng vậy, tớ rất thích chiếc cổ dài của họ. Khẩn cấp. Kaka, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Hiêu cao cổ là loài thú có vú cao nhất trên mặt đất. Hôm nay chú ấy bị thương ở cổ trong khi làm việc. Hiện giờ chú ấy rất đau và không thể di chuyển được. Chú ấy cần chúng ta giúp. Chúng ta sẽ đến đó ngay. Biệt đội siêu cứu hộ lên đường. Một chút nữa nhá, biệt đội siêu cứu hộ sắp tới rồi. Biệt đội siêu cứu hộ, xin hãy giúp chú Hiếu cao cổ. Đừng lo. Đúng vậy, bắt đầu phân tích. Là kết quả. Hai chiếc xương cổ của chú Hươu bị gãy. Điều này rất nghiêm trọng. Tớ sẽ chữa cho chú ấy ngay. Máy siêu phục hồi. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Cổ của tôi bình thường lại rồi này. Chú yêu cao cổ sao vậy ạ? Chú không thích cổ của mình. Có cổ dài không tốt sao ạ? Không hề, các cháu không biết đâu. Chú đã mất gần 100 công việc bởi vì chiếc cổ này. Sao cơ ạ? Có lần chú làm lái xe cho một nông trại. Và có một lần chú cũng từng làm ở quán cà phê. Nhưng à,
chắc là lần này chú cũng sẽ mất việc thôi. Chú yêu cao cổ. Hả? Có hỏa hoạn. Chúng ta đi nào. Bác Phong cứu hỏa, chờ tôi giúp đi ạ. Để tôi siêu cứu hộ. Mọi người, mau dùng khăn ẩm che mũi và miệng lại, nhanh chóng di chuyển theo chúng tôi. Cháy rồi, chạy đi mọi người ơi. Lối này. Bắt đầu tìm sự sống. Có người bị kẹt ở tầng trên. Chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ cậu. Ôi không, chỗ này quá nhỏ để đi qua được. Cao hơn, cao hơn. Thang không thể với tới được. Lũ trẻ đang gặp nguy hiểm. Ôi, làm sao bây giờ? Tôi nghĩ tôi có thể giúp được. Bác voi cứu hộ ơi. Hả? Tôi nghĩ tôi có thể tới đó. Hãy để tôi giúp. Được rồi, hãy cố gắng giúp chúng tôi. Vâng. Nhìn kìa, cậu ấy làm được rồi. Đến đây, chưa chết cổ chú. Chết xuống à? Cao quá. Đừng sợ, nhìn này, cổ của chú trông giống như một chiếc cầu trượt dài đúng không? Wow. Đừng sợ, cứ trượt xuống đi, chú sẽ bắt được các cháu. Vâng ạ. Nào, đến lượt cháu trượt đi. Cẩn thận đấy. Ôi không, siêu tốc độ. Biệt đội siêu cứu hộ, cảm ơn các cháu rất nhiều. Chúng cháu cũng không thể làm được nếu không có chú Hươu Cao Cổ giúp đỡ ạ. Chú cũng không ngờ là cái cổ dài của mình cũng có ích đấy. Thật ra chiếc cổ dài của cậu thực sự rất có ích đấy. Thật á? Cậu có muốn tham gia vào đội chữa cháy không? Đội chữa cháy? Tức là tôi có thể trở thành lính cứu hỏa sao? Dĩ nhiên, chúng tôi rất cần những người như cậu. Chắc chắn rồi. Tôi có việc mới rồi. Chúc mừng chú có công việc mới. Pizza của bạn đây. Chúc bạn ngon miệng. Wow, thật là nhanh. Cảm ơn bạn nhé, sóc bay.
Ơ, mình phải nhanh lên mới được, mình muộn chuyến tiếp theo rồi. Hả? Cẩn thận! Ôi, chú sốc bay, chú có sao không? Ôi, cái gì thơm thế? Tớ đặt pizza đấy. Mọi người tới đây ăn đi. Wow, trông ngon thật đấy. Khẩn cấp. Vậy là của mình hết chỗ này. Kaka, có chuyện gì vậy? Sóc bay là một loại thú có vú. Cậu ấy giỏi bay lượn và hiện đang làm dịch vụ giao hàng. Nhưng tớ vừa nhận cuộc gọi khẩn cấp từ cậu ấy. Cậu ấy bị thương khi đang làm việc. Cậu ấy cần các bạn giúp. Chúng ta đến đó ngay. Biệt đội siêu cứu hộ lên đường. Sắp bay, bạn không sao chứ? Tôi bị đau quá. Đừng lo, chúng tôi sẽ khám cho bạn ngay. Bắt đầu phân tích. Đây là kết quả. Cậu ấy bị thương ở phần cánh lượn. Cánh lượn là gì vậy? Đấy là phần da mỏng nối liền giữa cổ tay và mắt cá chân của sóc bay. Phần cánh lượn giúp sóc bay có thể bay lượn trên không trung. Và họ sẽ không thể bay được nếu phần da này bị thương. Tớ hiểu. Tớ sẽ chữa trị cho cậu ấy ngay. Phần cánh lượn này thật là đàn hồi. Hả? Có nhiều vết thương quá. Máy siêu phục hồi. Đã xong. Hả? Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Mình thấy chóng mặt quá. Cảm ơn. Ôi không, phần pizza cho lễ hội kỳ nghỉ cầu chưa được giao đúng hẹn. Để chúng ta giúp bạn nhé. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Yeah. Wow, nhìn xuống cái kỳ cầu kia đi. Chúng thật là đẹp. Được bay trên đó chắc hẳn là sẽ rất vui. Wow, đằng kia có nhiều đồ ăn quá.
Ê, sao pizza chưa được giao đến nhỉ? Lễ hội không thể bắt đầu nếu như không có pizza. Cháu muốn ăn pizza. Chán nữa. Chú xin lỗi, pizza vẫn chưa được giao đến. Hãy chúng ta ra đằng kia chơi đi. Được. Ủa, xe buýt cứu hộ. Wow, xe đến giao pizza cho chúng ta. Chú nào, đây là bánh pizza chú đặt ạ. Chúc chú ngon miệng. Cảm ơn các cháu, lũ trẻ mong chờ pizza nãy giờ. Các cháu ơi, pizza đến rồi này. Pizza đến rồi. Bọn chạy gặp nguy hiểm. Khí cầu bị mất kiểm soát, chúng ta phải gọi về cho trung tâm ngay. Kaka, có tình huống mới phát sinh, chúng tớ cần sự giúp đỡ ở trên không của Momo. Đã rõ. Kiki cần sự giúp đỡ của bạn, xin hãy chuẩn bị và lên đường ngay. Đã hiểu, phi công Momo đến đây. Tự ý chạy chơi như vậy nữa đâu nhá. Bọn em không dám nữa đâu. Cảm ơn biệt đội siêu cứu hộ rất nhiều. Có vẻ như các người hùng của chúng ta cũng đói rồi. Thôi, chúng ta cùng ăn pizza nào. Wow. Cuối cùng cũng được ăn. Ha 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 ha
Thế lạnh quá đi mất. Anh Hải Ly, anh đã sửa xong chưa vậy? Tình hình tệ lắm, chắc mọi người phải đợi lâu hơn dự kiến rồi. Ôi không, vậy chúng tôi không thể khởi hành và đi thăm dò địa hình rồi. Đừng lo, anh Hải Ly chính là thợ cơ khí dưới biển giỏi nhất hiện nay đấy. Sắp xong rồi. Cứu tôi với. Anh Hải Ly. Tôi lạnh quá. Anh Hải Ly. Anh Hải Ly. Nhìn đi, đây là máy phá băng mới nhất đây. Nó thật tuyệt phải không? Wow, thật tuyệt vời. Hả? Khẩn cấp. Kaka, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Hải Ly, một loại thú có vú sống dưới nước, là một thợ cơ khí tài năng. Nhưng hôm nay anh ấy đã bị thương khi đang sửa chữa một con tàu thăm dò tới Bắc Cực. Anh ấy cần sự giúp đỡ của các bạn. Chúng ta hiểu rồi. Biệt đội siêu cứu hộ, lên đường! Xe buýt cứu hộ. Xin hãy giúp anh Hải Ly. Đừng lo, hãy để chúng cháu giúp. Bắt đầu phân tích. Đây là kết quả. Anh Hải Ly đã bị thương và mất một mảng lông lớn ở phần tay. Vì vậy anh ấy không thể giữ ấm cơ thể. Và giờ nhiệt độ của anh ấy đang giảm rất nhanh. Điều này rất nguy hiểm. Tớ sẽ chữa trị cho anh ấy ngay. Kiki, cậu có sao không? Tớ không sao. Anh Hải Ly có nhiều lông thật đấy. Hải Ly là loài có bộ lông dày nhất trong số các loài động vật. Bộ lông dày giúp bảo vệ và giữ ấm cho họ trong nước, khiến họ có thể hoạt động ở những vùng lạnh giá nhất. Tớ hiểu rồi. Máy siêu phục hồi. Anh Hải Ly, anh thấy ổn chưa? Anh Hải Ly, anh đã tỉnh rồi. Biệt đội siêu cứu hộ. Anh Hải Ly, anh cảm thấy sao rồi?
Tôi cảm thấy tốt hơn rồi này. Cảm ơn các bạn đã giúp tôi. Tôi phải nhanh chóng sửa xong con tàu này. Càng ngày càng có nhiều băng trôi quanh con tàu. Hả? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trái đất đang nóng lên nên băng Bắc Cực cũng tan chảy ngày một nhanh. Thật ra chúng tôi muốn tới đây để nghiên cứu vấn đề này. Đã sửa xong rồi. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Đi thôi. Yeah, chúng ta có thể tiếp tục chuyến đi rồi. Cảm ơn biệt đội siêu cứu hộ nhiều nhá. Và anh nữa, anh Hải Ly. Con tàu lại hỏng nữa sao? Ôi không, chúng ta đã bị băng trôi bao quanh rồi. Nó ở khắp xung quanh chúng ta. Chúng ta bị kẹt rồi. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta cần có sự giúp đỡ từ trung tâm. Kaka, chúng tớ gặp tình huống mới. Xin hãy gọi cho Rudolph tới đây ngay. Đã rõ. Rudolph, Kiki cần sự giúp đỡ của bạn. Xin hãy chuẩn bị và lên đường ngay. Đã rõ. Đến lúc thử máy phá băng mới của mình rồi. Chúng tớ cần cậu giúp dọn đường an toàn cho tàu đi. Hãy giúp chúng tớ phá băng ở trước nhé. Hiểu rồi, không vấn đề gì. Yo. Tuyệt quá. Tuyệt vời. Chúng ta đi theo cậu ấy nào. Đi thôi. Hay lắm. Vậy là chúng ta sẽ nhanh chóng có thể tiến hành thăm dò rồi. Ở đó chúng ta có thể ngắm một chiếc cầu băng tuyệt đẹp. Wow, thật mong chờ. Có chuyện gì vậy? Ôi không, tất cả các tảng băng trôi đồng thời vỡ ra. Nó to thế. Được rồi, mình làm được mà. Không vỡ ra, tảng băng này quá dày. Không, chúng ta bị kẹt rồi, phải làm sao bây giờ? Chúng ta sắp tiêu rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây ngay. Mọi người cẩn thận. Chắc chắn tảng băng này phải có điểm yếu. Đây rồi, là chỗ đó. Rudon, hãy dùng máy phá băng tấn công vào điểm đã được đánh dấu. Đã rõ. Khóa mục tiêu. Tiến lên với tốc độ nhanh nhất. Là một chiếc cầu băng. Wow. Nó đẹp quá. Đẹp quá.
Không thể để cảnh tượng đẹp như thế này biến mất được. Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường nhé.